Giáng sinh giá sinh, Hoàng Hà Mobile giảm giá smartphone sale tới hơn 50%, phụ kiện mua 1 tặng 1 cùng ưu đãi công nghệ cực sốc. Quét ngay mã QR để được biết thêm thông tin chi tiết. Chào các bạn, Adolf Hitler thì quá nổi tiếng rồi. Thế nhưng những câu chuyện đen tối về nhân vật này thì có lẽ chưa nhiều người tìm hiểu sâu. Dù nổi tiếng nhưng hầu như chúng ta chỉ biết đến Hitler qua những câu chuyện về sự độc ác, tính tàn nhẫn, thảm sát hàng loạt với số lượng lên tới hàng triệu người Do Thái, gây ra cuộc diệt chủng thảm khốc bậc nhất trong lịch sử. Thế nhưng còn rất nhiều điều về cuộc sống riêng tư của Hitler ít được tiết lộ. Vậy chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Như các bạn đã biết thì cha của Hitler là ông Alois có tới 3 người vợ. Đặc biệt người vợ thứ 3 có tên là Clara lại chính là cháu họ của ông Alois. Cô này đến nhà ông Alois làm giúp việc. Khi người vợ thứ 2 qua đời thì cô đã giúp ông Alois chăm sóc những đứa trẻ. Và tình cảm chú cháu đùm bọc lẫn nhau đã khiến Clara có thai, rồi họ cưới nhau. Thế nhưng kể cả như vậy thì sau khi cưới Clara vẫn gọi chồng mình là chú. Cuộc hôn nhân của họ mang đến kết quả là 4 người con. Tuy nhiên đáng buồn là 3 người đều đã thiệt mạng do bệnh bạch hầu. Chỉ có duy nhất Hitler sống sót và rất được mẹ yêu thương. Ngoài ra thì ông cũng lớn lên cùng 2 người anh chị cùng cha khác mẹ là con của bà vợ thứ 2. Tuổi thơ của Hitler thì khá là mâu thuẫn. Trong khi mẹ ông hết mực yêu thương thì cha lại vô cùng gia trưởng, tàn nhẫn, thường xuyên đánh đập Hitler. Điều đó khiến ông cảm thấy thoải mái hơn khi cha mất vào năm 13 tuổi, vì lúc đó mẹ là tất cả của ông. Hitler thì đam mê nghệ thuật, gồm cả hội họa và chơi đàn piano. Thế nên khi cha mất, mẹ ông đã cho ông tự do theo đuổi đam mê của mình. Nhờ thế mà Hitler được đến Viên để học và mục tiêu là trở thành họa sĩ chuyên nghiệp. Chỉ có điều là đời thì không như mơ, Viên đối với Hitler chẳng khác nào một cơn ác mộng. Khả năng hội họa của ông thì không được đánh giá cao, thế nên ông chẳng kiếm được đồng nào. Nhiều đêm phải lang thang ngoài đường vì cạn sạch tiền. Nhiều nhà phân tích lịch sử cho rằng Hitler nghĩ việc mình không thể bán được tranh là do người Do Thái lúc đó đã thao túng thị trường tranh vẽ ở Viên, khiến ông không có cơ hội bán tranh. Vì vậy có thể đó là lý do mà sau này ông rất căm thù người Do Thái. Mình thì không chắc là Hitler vẽ đẹp hay xấu, nhưng bây giờ mà có một tác phẩm do chính tay Hitler vẽ còn lưu lại cho đến bây giờ thì khả năng rất rất cao là nó có thể được đấu giá đến hàng triệu đô la. Trong khi đang kiếm cơm ở Viên thì Hitler lại nhận được tin dữ, đó là bà Clara ở nhà bị ốm nặng, mà chính xác là bị ung thư vú. Hitler ngay lập tức trở về quê và suy sụp, cảm thấy cuộc đời như sụp đổ, tình yêu lớn nhất của đời ông đang dần rời xa ông. Hitler ân cần chăm sóc mẹ những ngày cuối đời. Theo như bà chị cùng cha khác mẹ kể lại thì Hitler làm tất cả mọi việc để chăm sóc bà Clara. Rồi đến khi bà qua đời, Hitler gần như gục ngã. Bác sĩ riêng chăm sóc cho bà Clara cũng trả lời phỏng vấn rằng: "Tôi chưa từng thấy một người con nào lại đau buồn đến như vậy khi mẹ qua đời." Chúng ta có thể đoán rằng điều này chứng tỏ Hitler khi đó là một người sống rất tình cảm, không phải một con quỷ như 30 năm về sau. Hitler thậm chí cũng rất nhớ ơn người bác sĩ đã tận tình chữa trị cho mẹ. Và ông này thì lại là người Do Thái, nên khi lên nắm quyền lực và thực hiện cuộc thanh trừng với toàn bộ người Do Thái thì Hitler đã mở riêng một con đường cho vị bác sĩ là ân nhân đó được sang Mỹ để đền ơn đã cứu chữa cho mẹ. Hitler cũng được đánh giá là một người dám xả thân vì đồng đội. Ví dụ như trong Thế chiến thứ nhất, có thể vì không còn gì để mất nên Hitler đã rất dũng cảm. Kẻ mẹ làn mưa bom đạn, ông sẵn sàng lao lên cứu đồng đội. Hitler đã cứu được nhiều người và lập được nhiều chiến công đến mức được trao huân chương thập tự sát. Và ông cũng được rất nhiều đồng đội yêu mến, cảm kích và ngưỡng mộ. Thế nhưng tại sao từ một người sống tình cảm nghĩa khí mà Hitler lại trở nên cuồng loạn, tàn ác, thảm sát hàng triệu người như vậy? Thì chắc chắn không thể một câu mà giải thích hết được. Với cả là trong cuộc sống này, vạn vật đều tương tác với nhau. Một hiện tượng gì đó xảy ra đều bị tác động bởi hàng trăm nghìn yếu tố từ lớn đến nhỏ. Nhưng dù sao thì nói về sự tàn nhẫn của Hitler, chúng ta không thể không kể đến việc ông vô cùng ghét người Do Thái. Có thể do việc bán tranh, có thể do việc tinh thần dân tộc thượng đẳng hoặc lý do khác đi nữa, thì cuối cùng Hitler vẫn đổ hết tội lỗi cho người Do Thái khi đất nước khó khăn. Có tình tiết trong lịch sử mô tả rằng thời điểm Hitler tranh cử, do Đức nghèo đến mức có mỗi con ngựa chết thối ngoài đường họ cũng xẻ thịt để ăn. Thế nên Hitler để lấy lòng dân, ông đã đổ tội cho người Do Thái. Vì người Do Thái mà Đức thua trong chiến tranh, vì người Do Thái mà Đức nghèo, và cái kết là người Do Thái bị diệt chủng.
Và khi đã lên nắm quyền trở nên rất tàn nhẫn thì Hitler vẫn là một người sống rất mâu thuẫn. Trong khi ông ta diệt chủng hàng triệu con người thì ông ta lại là một nhà hoạt động vì động vật và quan tâm đến bảo vệ môi trường. Ông ta đề cao động vật, thậm chí còn nuôi một chú chó cưng và hết mực yêu thương nó. Đến cả giây phút người ta tìm ra thân thể của Hitler thì chú chó cũng đang ở bên cạnh. Vậy thì Hitler là một người nhân hậu, yêu thương động vật hay là một con quỷ diệt chủng hàng loạt mà không hề run tay? Về cuộc sống cá nhân thì Hitler dính phải ba bề bối. Đầu tiên là chuyện yêu cháu gái. Hitler có một người cháu gái tên là Geli. Khi cha của bé mất, Hitler yêu thương cô như con. Tuy nhiên sau này các nhà nghiên cứu mới đặt câu hỏi rằng không biết là yêu như con hay là yêu như tình nhân. Hitler được cho là ghen tuông khủng khiếp. Ông ta đã giam lỏng cô, không cho cô gái này tiếp xúc với bất kỳ người đàn ông nào khác. Mối quan hệ có vẻ rất căng thẳng. Đến một đêm, người ta phát hiện ra cô gái đã ra đi với một vết đạn trên đầu và một khẩu súng của Hitler trên tay. Nhiều người còn cho rằng trong bụng cô đang mang thai và có thể đó là đứa con của Hitler. Nhưng tất nhiên là không có bằng chứng nào để xác nhận tin đồn này. Hitler trả lời trước truyền thông rằng ông ta không liên quan gì đến cái chết của cô cháu gái. Tuy nhiên thiên hạ thì đồn rằng chính ông là người đã ra tay. Có điều là báo chí không được phép viết về vụ án này. Có một nhà báo đã cố tình chống đối. Anh ta thu thập bằng chứng sau nhiều năm và khi chuẩn bị công khai sự thật thì quân lính đã đến thu sạch mọi tài liệu, đưa anh ta vào trại tập trung và sau đó thì anh ta bị xử tử. Thế nên đến giờ chẳng ai biết Geli có thật sự bị sát hại bởi Hitler hay không. Nhưng dù sao thì nhiều nhà nghiên cứu vẫn cho rằng Geli là tình yêu nam nữ lớn nhất cuộc đời của Hitler. Bê bối thứ hai là Hitler bị cho là người đồng tính, yêu cả trai cả gái. Hoặc thiên hạ vẫn đồn rằng Hitler yêu cháu gái của mình say đắm, nhưng lại cũng có nhiều tin đồn cho rằng ông ta thích cả đàn ông. Có một cuốn sách tên là The Hidden Hitler đã nói về giới tính của Hitler. Trong đó, nó đưa ra một số bằng chứng nói rằng Hitler đã có quan hệ với đàn ông trong Thế chiến thứ nhất và đáng lẽ Hitler có thể được thăng chức khi chiến đấu, nhưng ông ta cũng đã không được bổ nhiệm, nguyên nhân cũng là do bê bối về giới tính của mình. Thậm chí ông ta còn cho đàn áp những người đồng tính để che giấu sự thật về giới tính của bản thân. Kể về cuộc đời của Hitler thì còn có một nhân vật đặc biệt, đó là William, con trai của anh cả của Hitler. Và William thì rất không ưa chú của mình, dù lúc đó chú của anh ta đang là thủ tướng, người nắm quyền mạnh nhất nước Đức. Trong mắt William, chú của anh ta là một người rất thích kiểm soát. Ngoài xã hội thì muốn kiểm soát cả châu Âu, còn trong gia đình thì muốn kiểm soát mọi thứ. Hitler muốn xây dựng hình tượng của mình thành một vị thánh để có thể đưa chủng tộc Đức thượng đẳng vươn lên dẫn dắt cả thế giới. Thế nhưng mà thằng cháu của ông ta thì lại thích bôi nhọ chú của mình, đến mức còn viết một bài đăng trên báo nói về việc đâu chú Hitler có gầu. Rồi có một lần, William lại viết rằng khi anh ta lái xe đến gặp chú thì thấy chú đang vui vẻ với nhiều người phụ nữ. Ông ta đã đến la mắng William và đuổi đi, nói rằng không bao giờ muốn gặp lại cậu ta nữa. Thậm chí có lần William còn tống tiền Hitler. Nếu không đáp ứng được yêu cầu của cậu ta thì cậu ta lại tiếp tục bôi nhọ Hitler trên báo. Đúng là thằng cháu cũng không phải dạng vừa, dám tống tiền cả ông chú máu lạnh, ra tay diệt chủng hàng triệu người. Như vậy, qua câu chuyện của nhiều người chia sẻ, chúng ta thấy cuộc đời của Hitler vừa tàn nhẫn nhưng lại cũng đáng thương. Nếu thời nhỏ ông được sống hạnh phúc cùng cha, rồi lớn lên được làm họa sĩ như đam mê của mình thì có lẽ người ta tin rằng cuộc diệt chủng đã không diễn ra. Thế nhưng mọi thứ thì không đời nào thay đổi được. Theo các bạn thì một người trở nên độc ác có phải do hoàn cảnh, điều kiện xã hội đã đẩy anh ta đến bước đường cùng như vậy không? Chúng ta hãy cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.